Chào cả nhà. Hôm nay mình đi thu hoạch bắp cải nha cả nhà. Ai ẩm thêm gái Pepsi cả nhà. Có khoái ngoài đây lắm. Rồi nó ngơ ngác à. Rồi bản mặt nó kìa. Ô nó mơ mặt nó ngơ ngác kìa, nó ngơ ngác kìa. Chào ấy, chào cả nhà đi con. Con chào cả nhà. Chào cả nhà. Cưng chưa? Cưng lắm. Ở ngoài này trái quá chừng luôn cả nhà. Trái quá trời trái luôn á. Lời luôn á. Mình hái được, hái tiếp luôn. Nhà hái này nghỉ cả nhà. Có được hái luôn. Muốn được hái luôn cả nhà. Thu hoạch luôn cả bắp cải cả nhà. Pepsi nó thấy nó sợ nó hay lạ quá. Trời đất ơi, dám cắn tôi à. Nè bắp cải cho con nè, ăn không? Ở đây nó không thèm ăn, ở trọng thì nó ăn thật ơn. Tức à. Con đứng là bắp cải đi. Đó. Lạ quá hả? Bắt con đứng là bắp cải nó kỳ cục quá đi nè. Đó. Chui xuống đi. Nè Pepsi đâu rồi, đám bắp cải quay luôn á cả nhà ơi. Ôi cái lỗ tai cái sái nó đẹp ghê á. Nay thay lông có mặt ha. Đáng phiếu luôn rồi. Ở đây không đi chơi được. Nè ẩm vô Túc. Ẩm vô Túc. Con chào cái nhà nè, con vô nè. Nè. Không có sao hết á. Nè. Rồi chơi đưa cái mâm đi Túc. Để cái mâm đi Túc. Nè đây. Để đây nè. Đây, bây giờ mình thu hoạch bắp cải nha cả nhà. Cho bé Tú này đó. Thu hoạch hôm qua mình thu hoạch bắp cải này nè. Nhiều quá mình thấy bớt. Vậy chứ nặng lắm. Chắc lội rồi cả nhà. Hôm qua cũng quá chừng luôn. Mình chưa có trồng gì hết trơn cả nhà. Mười quá. Trồng bắp cải không? Mưa xuống phải sâu rồi cả nhà. Đó, sâu rồi. Sâu khá là nhiều luôn. Sâu quá trời sâu luôn rồi. Nè mình cho cả nhà xem nè. À, quay gần này sâu nè cả nhà, lên nè nè. Đó, cái này là sâu con á. Nếu mình không thu hoạch á một đêm thì nó ăn nát luôn á. Ở nhà thấy sâu không? Cho nên bắp cải mà còn nhỏ mình phải thu hoạch luôn cả nhà. Mình không đi bắt nổi luôn cả nhà ơi. Tại vì mưa riết mình không có xịt tỏi ớt được. Xịt nó phản tác dụng cả nhà. Cho nên ép buộc mình phải đi thu hoạch sớm. Sâu dữ lắm luôn. Ơi, sâu nó bò lên ngẩn. Sâu tiếp. Rồi sâu quá. Sâu cũng tiếp luôn. Ngon rồi sâu mà. Sâu nè cả nhà. Ôi nó lên luôn nè. Nè. Đó mình giết nó nè. Bởi vậy mình phải bắp cải mình chưa có thu được mà giờ mình phải thu luôn. Nếu mình để nữa thì nó ăn hết. Nè. Nhiêu đây thôi được. Lên con luôn á. Ép buộc mình phải thu hoạch sớm cả nhà. Nhiều dữ rồi ta. Quá trời. Trời mù này là thôi bắp cải là thua luôn. Mình trồng rau sạch á.
sâu dưỡng dần á. Không? Nó bỏ tay luôn, ghê quá. Sâu quá, sâu. Chầm. Cô Ba Thương này sẽ sâu cũng sợ nữa hả? Sâu thấy mà cô Ba Thương sợ cũng chết luôn. Mình thu hoạch bắp cải cũng sắp hết rồi. Trời ơi, lá nè cũng sâu. Sâu khiếp quá cả nhà ơi. Để đâu nữa? Lên sâu luôn. Đầy mặt rồi hả? Ừ. Quá trời luôn nè. Nhiều quá là cả nhà ơi, chắc mình thu hoạch nhiêu đây quá. Đây. Nhiều. Ừ. Hái chưa hết nữa cả nhà. Đây quá chừng luôn. Đó. Hôm nay mình thu hoạch nhiêu đây nha cả nhà, củ hoa và bắp cải. Đó. Hôm nay mình thu hoạch nhiêu đây à. Ai thích trang nhà vườn Bình Dương thì hãy đăng ký ủng hộ kênh cho mình cho một like nha cả nhà. Bye bye cả nhà nha. Quá thì nhiều. Còn nữa hả Tú? Ờ cái bự ớt không? Củ hoa nhiều lắm luôn á. Củ hoa nhiều lắm. Nó hái chưa xong nữa. Mình không có quay ấy, mình chỉ quay phút cảnh con bé này nó hái thôi. Rồi còn trái quá trời luôn. Nè. Ờ. Nhiều dữ rồi ta. Trời ơi, một hôm chí mê luôn. Đây. Quá chừng luôn. Đi hàm gì chứ.